Sàn kế toán là website tuyển dụng chuyên về nhân sự kế toán, việc làm kế toán, thực tập kế toán. Hiện tại, sàn kế toán có hơn 11.000 doanh nghiệp tham gia đăng tin tuyển dụng. Việc làm được cập nhật và thông báo tới bạn hàng ngày. Trên sàn kế toán sở hữu tính năng lọc tìm việc đến từng quận huyện. Người tìm việc có thể dễ dàng tìm kiếm việc làm quanh khu vực mình sinh sống. Trong video ngày hôm nay, bạn sẽ được hướng dẫn tìm việc làm kế toán tại khu vực tỉnh Nghệ An. Nghệ An là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, là địa phương có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, giàu truyền thống cách mạng và tinh thần hiếu học. Nghệ An còn là mảnh đất đã sản sinh nhiều anh hùng, hào kiệt, danh tướng, danh nhân lịch sử cho đất nước. Đặc biệt, Nghệ An là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Hiện tại, Nghệ An đang có tổng số 23,232 doanh nghiệp khu vực Nghệ An. Do đó, nhu cầu tuyển dụng kế toán ở đây là rất lớn. Để tìm việc, đầu tiên bạn truy cập vào website sanketoan.vn và chọn lọc theo tỉnh Nghệ An như hình. Sau đó bấm tìm kiếm. Sau khi kết quả tìm kiếm được hiện ra, bạn hãy lựa chọn cho mình một công việc phù hợp. Ngoài ra, để tăng cơ hội có việc làm, bạn nên tạo tài khoản ứng viên. Đầu tiên click vào đăng ký, sau khi tải trang bạn click tiếp vào đăng ký ứng viên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công!